Thì Ngọc Toàn nè, Ngọc Toàn đang làm cho khách vừa còn như đây nè. Đây là mỡ vàng, cái trầu, rồi mật ong nguyên chất. Khi mình uống mình sẽ ngắt điều để cho người nó thấm vào, nó vào nè. Mỗi lần uống là 15 ml. Cỡ này thôi, một ngày 3 lần. Bê thứ này mình chỉ dễ, không được xay nha. Dễ. Cái này mật ong rồi biết. Để trầu bê lẹn. Đó, ngò vàng cũng nửa nửa ký, dễ. Uống viêm liệt, trào ngược. Nói chung là đau bao tử. Và hiện tại một cô uống là hết hát bơ rồi. Mình chỉ nói chung là bạn là đau uống vô đỡ liền. Lần đầu uống vô đau lắm, nó đen sót, nó đau lắm. Uống thời gian này sẽ hết. Nhớ là uống ít nhất cũng phải 3 lần như thế này, xay đây như thế này. Đó. Mình nói lấy cái lấy trầu nó về với nên nó đậm. Còn bạn nào đi mua thì lấy tàu non á thì nó sẽ xanh hơn. Còn ngựa thì bạn dùng nhiều á nó sẽ sậm màu, nó sẽ đậm hơn. Đó. Nói chung là tỷ lệ các bạn dễ thì nó nhiều quá thì nó sẽ đậm hơn thôi. Đó là nguyên chất. Ok.